Thưa quý vị, một vụ trộm tiệm vàng xảy ra ở Cà Mau đã thu hút sự chú ý của dư luận khi nhóm trộm này sau khi trộm đã mang vàng về cân ký, chia đều rồi nấu đúc thành từng thỏi để cất giấu. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Thượng tá Lâm Quốc Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đơn vị triệt phá thành công chuyên án nhóm người đột nhập tiệm vàng, trộm vàng và tiền trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Tiệm vàng bị mất trộm là tiệm vàng Minh Đức tại ấp Liên Hoa, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Thượng tá Lâm Quốc Thanh thông tin thêm rằng đã triệu tập 5 người liên quan. Bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức, lấy đi lượng lớn vàng và tiền. Trong số 5 người bị triệu tập, có 4 người cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, gồm Lê Văn Châu, 43 tuổi, Lê Chí Linh, 40 tuổi, là em ruột nghi phạm Lê Văn Châu. Lê Minh Hoàng, 35 tuổi, là anh em chú bác ruột với hai nghi phạm Lê Văn Châu, Lê Chí Linh. Lê Văn Lơ, 48 tuổi, Nghi phạm thứ năm là Phạm Văn Giới, 33 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin về việc tiệm vàng Minh Đức bị trộm đột nhập, lấy đi rất nhiều tiền vàng với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định thành lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra truy bắt nghi phạm. Trích xuất hình ảnh từ 4 camera an ninh của tiệm vàng Minh Đức, cơ quan công an ghi nhận có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, đeo găng tay, đội nón, mang theo công cụ cậy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng Minh Đức. Đến ngày 24 tháng 8, tức hơn 3 tháng sau vụ trộm, công an phát hiện và bắt giữ nghi phạm Lê Văn Châu khi đang bán một số lượng lớn vàng. Sau khi bắt được nghi phạm Lê Văn Châu, lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã lần lượt thu hồi được 6 ký vàng, đã được đúc thành 11 thỏi vàng 18 cara và 24 cara cùng một số tiền mặt, sổ tiết kiệm có khoảng 530 triệu đồng. Một điều tra viên thông tin thêm rằng, các nghi phạm cũng khai nhận là sau khi trộm về, trước khi chia chác đã cân được 6,6 ký vàng, bao gồm cả vàng 18 cara và 24 cara cả nhóm đã chia đều rồi đem nấu thành từng thỏi cất giữ. Ngoài ra để hợp thức hóa, nhóm này còn bán một số vàng trộm được lấy tiền mua vàng khác về cất giữ, không dùng tiền bán vàng trộm được để mua sắm hay tiêu xài như những vụ trộm khác. Bỏ thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhnien.vn cùng kênh youtube bỏ thanh niên. kính mời quý vị đón theo dõi.